Kính chào quý khán thính giả chương trình Việt Face của chúng ta. Tôi là Trương Đỗ Vinh. Hôm nay chúng tôi có mời lại được Pháp Sư Hiền Sĩ đã có hiện diện trên chương trình chúng ta một hai lần và cũng 5-6 tháng rồi. Ông mới quay lại từ các nơi. Pháp Sư Hiền Sĩ cũng thường xuyên có mặt tại Texas cũng như California, và ông cũng đi nhiều tiểu bang trên nước Mỹ tùy theo nhu cầu và tùy theo những sự yêu cầu. Và như lần trước, chúng tôi đã có cho số phone và email của thầy Hiền Sĩ, và ông cũng đã được nhận được rất là nhiều cú điện thoại. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và gọi vào cho Trương Đỗ Vinh cũng như gọi cho thầy Hiền Sĩ để tham khảo. Thì theo yêu cầu của nhiều khán giả, chúng tôi xin mời lại thầy Hiền Sĩ để tâm sự với chúng ta hôm nay. Xin kính chào thầy. Kính chào tiến sĩ Đỗ Vinh. Và hôm nay Hiền Sĩ được trả lại với câu chuyện là Đậm Linh. Trước hết thì chào quý vị đồng bào hải ngoại cho trong nước, tất cả anh em trên thế giới. Thì hôm nay thì anh Đỗ Vinh cứ hỏi gì cứ giật hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Yeah. Vâng, thưa quý vị, hai chương trình chúng tôi đã thực hiện với thầy Hiền Sĩ thì cũng có còn nằm trên YouTube. Quý vị có thể đánh vào Việt Face của chúng ta, Hiền Sĩ. Thì sẽ hiện lên những cái video của Vietface của chúng ta, trong đó có hai video của thầy Hiền Sĩ đã bàn qua một số những đề tài, và hôm nay chúng tôi tiếp theo câu chuyện đó. Và đặc biệt vì thầy Hiền Sĩ là một nhà hoạt động tâm linh có thường xuyên tại các cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại, thành ra chúng tôi muốn hỏi thầy là từ lúc mình phỏng vấn lúc trước đến hôm nay thì thầy đã nhận được những cái số cứu phone, những cái cứu gọi, và kể cả từ Việt Nam, thì thường thường họ tham khảo về những đề tài nào? Mình có lên hai cuốn đó thì không phải là riêng Việt Nam hay là ở Mỹ, mà bên Liên Xô, bên Đức, bên Úc, hầu như trên thế giới họ đều biết hết. Họ đều gọi về cho tôi thì tham khảo qua, họ có thể họ khám bệnh cho họ qua điện thoại, hay là hướng dẫn họ cách mà làm sao cho nó an bình trong gia đạo, thì mình cũng làm mọi việc hết. Mình cũng gỡ bùa trong cái điện thoại mà qua cái bên Liên Xô luôn. Đó, thế giới luôn, chỗ nào mình cũng thấy hết. Vâng, tức là thầy hoạt động về tâm linh thì không phải là thầy thuốc, không có phải là gửi thuốc hay là cố vấn về sức khỏe hay là pháp lý, nhưng mà thầy là giải bài những cái vấn đề liên quan tới tâm linh và gia đạo, và có thể là tử vi, tướng số và liên quan tới sức khỏe nữa, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Thì khi mình gỡ bùa đó thì ngày xưa đó mình gỡ mình phải gặp người ta, còn bây giờ mình không cần. Có thể mình dùng cái điện thoại để vô ly nước ở bên đó, bên đây mình đọc chú đưa người ta uống cho nó sổ ra. Bây giờ nó văn minh lắm, thế kỷ giờ nó rất văn minh. Còn nói về tướng số á, con người ta nó có cái tướng số, nhưng mà tướng số nó cũng nằm trong cái cung. Cái cung giống như một cây đàn, nó có từ cung này cung nọ, nó một cái phím là bao nhiêu chữ trong đó. Mình thấy cái tướng nó đẹp, tướng nó ngon, mình vẫn nghèo. Tại vì cái tướng là 3 tháng nó phá tướng, chứ không phải là cái tướng một suốt đời. Cũng như là các nhà mà coi về tướng số, coi suốt đời, thì cái đó là theo nhận xét của tôi thôi, là nói sai. Tại con người ta 3 tháng thay đổi. Cũng như cái ốc tay mình, cái bàn tay mình cứ 3 tháng mà để ý, cái chỉ tay nó thay đổi hết, chứ không phải là nó nằm vậy suốt đời. Có khi mình nói một cách giản dị là đức năng thắng số, nhưng mà nhiều người họ muốn cải số hay là cải mệnh cũng rất là khó. Vì chẳng hạn như có những gia đình khi con mình còn nhỏ đó thì cũng đi coi tướng số, rồi cũng có nhận được một số những điều cảnh giác hay cảnh báo, hay biết trước là những cái chuyện gì cần phải tránh, những chuyện gì là nguy hiểm, rủi ro, nhưng mà đến năm đó, tháng đó vẫn bị phải. Tức là mình làm sao mình giải thích cái chuyện đó? Tại vì cái đó là, thì tôi nãy tôi nói với anh Đỗ Vinh là 3 tháng là thay đổi rồi. Cũng như sinh ra gia đình có tiền, coi con, coi cuộc đời con tôi lớn làm quan, làm tướng, làm vua này nọ, không sai sự thật hết. Cha mẹ ăn ở làm sao, đạo đức làm sao, đứa con nó mới nên người. Chứ không phải là nếu sinh ra cái mình nhìn cái tướng nó giàu có, không phải vậy. Nhiều khi họ, cái đó là thuộc về là mê tín rồi. Đó là quá trời mê tín. Cứ 3 tháng nó thay đổi, mình muốn cho con mình như vậy thì mình ăn ở đạo đức, thì từ từ nó lớn lên nó sẽ được hưởng cái đạo đức, làm phước, là phước bố thí, là con mình sau này được hưởng hết cái đó. Chứ bây giờ mình là gian ác, đại gian ác đi, rồi con mình sau này là
là lớn lên sẽ là làm cha làm ông nội người ta, không phải, không có đâu, đúng đâu. Đó thì cái đó cũng là một vấn đề, tại vì có nhiều người nghĩ rằng ở thời buổi này mà chúng ta còn nói chuyện tâm linh có vẻ nó mê tín dị đoan quá, mà nó không có phù hợp với khoa học hiện nay. Thành ra nhiều người họ không để ý chuyện đó, từ việc mua bán nhà cửa cho tới việc chọn nghề, chọn công việc làm, cơ sở làm ăn, địa điểm nhà cửa, và kể cả về sức khỏe thì có khi là nhiều người đi vào mổ xẻ rồi có những cái phẫu thuật mà họ không coi giờ, không có coi ngày, không coi tháng, không coi gì hết, rồi cứ tin vào khoa học, bác sĩ bảo là cần phải mổ, rồi cứ là không có hỏi lại các thầy các sư để mà xem thử coi ngày lành tháng tốt. Thì cái điều này nó ảnh hưởng sức khỏe và nó ảnh hưởng cái vận mệnh mình như thế nào? Nó ảnh hưởng đó anh, tại vì trong cái, nhưng mà trước hết đó, nó làm cho cái tuổi, tặng nhiều cái tuổi đó là cái ngày đó tốt cho cái vấn đề giải phẫu này nó được, mà cái tuổi nó kỵ là không thể mổ cái ngày đó. Nhưng mà bên đây thì theo khoa học thì họ không có tin cái đó đâu. Chứ đối với tôi thì cái đó là phải nên kiếm thầy hỏi. Dạ, yeah. Có những trường hợp như là cái bệnh nhân đó, họ vì trẻ tuổi họ tin vào khoa học, họ không nghĩ cái sức khỏe họ có vấn đề, thì có những cái phẫu thuật mà lẽ ra là nhẹ mà trở thành nặng. Có khi là đến vào bệnh viện là sáng hôm đó 6 giờ lẽ phải mổ thì lại bị chuyển xuống 12 giờ, chuyển xuống cái giờ khác, thì lại nó đi trái với cái cung, trái với cái mạng của cái người đó, thì nó là ảnh hưởng rất là xấu. Thì thầy thấy cái đó mình nó có hiệu nghiệm không, hay là mình mê tín quá? Không, đúng hiệu nghiệm lắm. Nhưng mà có mấy trường hợp đó, nếu mình nắm chính xác lại đó, tại vì cái giờ giấc của bên đây giao cho khi ca tới giờ đó mổ tốt mà ông bác sĩ không lại, ông bận này nọ, ông trễ tiếng hồ sao này nọ. Nhưng mà cái đó thường thường cái đó là mình phải khấn cúng quyền. Khấn cúng quyền là thắng ông bà mình chứ không có chạy đường nào hết. Tại khi mình bỏ xác mình về đâu, mình về với cụ quyền mình hết á, cái đó mình giái ông bà mà rất là hay, quyền thất tổ đó, rất là hay. Nhiều khi bây giờ nếu ở Việt Nam tôi thấy cái phần đó thì nó khó chính xác cái giờ lắm. Đi bây giờ hẹn mình tới giờ mổ bị cái này bị kia, nó khổ lắm. Mình phải khấn cổ quyền chắc ăn hơn, giờ nào cũng được hết, anh thấy không? Cái giờ nào bây giờ họ đi mổ cũng được hết, nhưng mà ở nhà phải khấn cổ quyền dẫn ông bà. Tại vì ông bà mình độ mình được lúc đó. Tại vì khi mà họ mình còn sống đây á, khi mình chết á, mình cũng về dòng họ mình hết á, giống đi không đi đâu á đó. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng tin ở đạo ông bà, đạo thờ ông bà, và chúng ta phải có ông bà cha mẹ mới có mình chứ. Đúng vậy. Và sau mình thì những cái thế hệ sau này thì nó có cái sự liên tiếp chứ. Cũng quyền. Làm thế nào mà mình tách lìa, hay là mình không nhờ vào ông bà phù hộ và các thần linh thánh thần là một cái điều không phải mình mê tín, nhưng mà trong cái khoa học họ cũng cho thấy rằng những cái lời cầu nguyện, những cái thiện chí của nhiều người chung quanh mình, nhất là đặc biệt là gia đình và những người thân quen, nó đều ảnh hưởng tới sức khỏe và gia đạo. Thì lẽ nào mình có những cái quyết định mà không có cho gia đình biết, hoặc là chủ quan đến nỗi mà nghĩ rằng thôi thì bác sĩ nói sao thì vậy, không có coi ngày coi tháng, không coi giờ, không cầu, không khấn, không cúng, không gì hết. Thì thầy thấy cái đó nó có nguy hiểm cho nó rất là nguy hiểm á. Rất là nguy hiểm. Vâng. Yeah. Và bên cạnh đó, ngoài vấn đề sức khỏe thì như là ngày tháng coi về đám cưới, đám hỏi, khai trương, khai mạc, nó quan trọng như thế nào trong cái đời sống rất là tất bật và rất là máy móc hiện nay? Đúng rồi. Khi anh hỏi cái câu rất là hay á, khi mình bên Mỹ này á, nhiều khi họ thích họ mua cái nhà, có tiền là mua, dọn vô hay là ký giấy tờ, ký cái loan đó, họ không coi ngày. Nhiều khi ở thời gian nó không bỏ nhà. Thấy không? Tại vì họ không có tin. Rồi cưới gả là cứ chọn thứ bảy chủ nhật là ngày tốt nhất, cũng tầm bậy cũng sai luôn. Đó, nó sai nhiều thứ lắm. Thành ra khi mà tại sao mà kết hôn bên Mỹ mà không thể nào ở suốt đời được? Tại cái ngày họ không có coi, họ không có tin. Cứ vô thứ bảy là chủ nhật tốt, thứ bảy tốt, còn mấy ngày kia không có tốt. Mà thật ra hai ngày đó nó xấu đó. Nhưng mà bây giờ mình cũng, nếu mà ở Việt Nam á thì họ rất là chính xác cái đó, còn bên Mỹ là họ không chính xác. Họ thích là, nhất là tuổi trẻ bây giờ, nó muốn làm vậy là nó muốn cưới lúc nào nó cưới, nó muốn gả thì gả cho cha mẹ cũng chẳng có quyền nữa, anh thấy không? Nhiều khi một cái đám cưới đi kêu cha mẹ lại đứng nhìn thôi, nó kêu mình đứng đâu mình đứng đó chứ mình không có ý kiến. Mình không kêu con là phải coi ngày rồi nọ. Nhiều khi ông bà ở nhà cũng không có lại nữa, nó dắt ra vô nhà hàng là nó dắt vô mấy cái làm rễ làm người nọ rồi xong mình bó tay thôi,
thành ra cái đám cưới của Mỹ ở bên đây ít có bền lắm, không có bền đâu, không có đời nào mà từ nhỏ cho ở tới lớn mà một chồng một vợ. Việt Nam mình có, thấy không? Tại họ tin vô cái đó, tại cái tuổi nó kỵ nữa, mà bên đây mà các em các nhỏ nó chẳng có cần kỵ không kỵ hết trơn, hai đứa thương nhau là ấy là nó kỵ, nó giống như dằn thân tức dậu, nó kỵ sủ hợi tị mẹo, trong tám cái con đó mà nó dính vô chỗ nào nó cũng kỵ hết á. Khi nó kỵ nhau gì, có đứa con là bỏ nhau, nó kỵ dữ lắm, nó cái khung nó vậy đó. Thành ra là mình cái bên đây thì mấy đứa nhỏ nó không cần biết, Mỹ nó không cần biết, Việt Nam bên đây cứ biết nó quen rồi, với cha mẹ bên đây cũng không nói được nhiều nhiều chuyện lắm. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói vấn đề tâm linh với thầy Hiền Sĩ, và cũng bên cạnh vấn đề tâm linh nó cũng cái tập tục, những cái văn hóa, những cái truyền thống của gia đình mà trong cái đạo thờ ông bà, thờ tổ tiên, chúng ta mang những cái đặc thù tính chất và dân tộc mà sau này thì khi ra nước ngoài mất rất đi rất là nhiều phần, mà nó làm cho cái đời sống mình nó thiếu sót những cái điều phong phú lẽ ra phải có, như là cưới hỏi thì cũng phải có cái bàn thờ ông bà tới là cúng, mình cầu phước, mình cầu ơn, thì điều đó nó không có gì mà mê tín hết, mà cũng không có gì sai với cái tập tục hay là cái tôn giáo chúng ta. Có Phật giáo, có Tin Lành, có Thiên Chúa giáo, có Công giáo, có Cao Đài, vân vân, nhiều đạo khác nhau, thì tất cả đều được tôn trọng trong những cái tập tục của người Việt chúng ta, có những cái điều rất là cao quý và rất là hay, đáng cần phải giữ. Bây giờ nói thực tiếp về những người mà họ có gọi thầy mà nhờ coi ngày coi tháng, thì thầy dựa vào đâu, tham khảo vào những lịch, những sách vở hay là những thế nào để mà có được những cái lời cố vấn hay là chọn cho ngày tháng thật là tốt? Tại vì nếu mà mình coi theo sách vở á là mình cũng giống người ta rồi, đúng không? Tại vì khi mà họ nói, khi mà sách vở họ viết ra thì cứ ai cũng coi theo đó, thì mình là không có đó. Mình coi ông sư phụ mình dạy làm sao, mình coi trong đầu mình hết, là khi vừa nói cái tên sanh năm mấy là trong đầu mình đã có rồi. Giống như cái computer mình sạch cho một cái là nó ra cái gì hết rồi, chứ mình không có lật sách, đúng không? Cũng như nếu mình khi ta coi, tôi lật sách tôi coi, nó cái đó là không phải là thầy nữa, ai làm cũng được hết, anh thấy không? Cái đó nhiều người lên đài, khi mà họ gọi vô họ coi tuổi, coi này coi nọ, nhiều khi bấm computer đó sanh năm mấy nữa, nó sai, ai làm cũng được hết á. Cái đó là, mà cũng nhiều người ta thích như vậy đó. Tôi chẳng hiểu, mình nói ra thì đụng chạm, cái đó là ai làm cũng được hết, không cần phải nhờ tới thầy đó nữa, thầy đó cũng giống như mình thôi à. Tại vì nhìn trong sách vở, thấy không? Cái đó là, còn khi tính tôi nói năm sanh là trong đầu tôi nói ra một bài toán này, nói ra hết. Năm nay nói vậy, năm sau thì 6 tháng này nói vậy, 6 tháng sau nó đổi, nó đổi tới đâu đó. Khi phát tướng lúc nào, phát tướng giàu có từ tuổi nào tàn mạc, mình mới coi được. Khi mình biết tới năm đó là chúng ngay cái khuôn đó rất là bị nạn, thì mình kêu ta sửa, phải làm vậy nè, thì cái phước bố thí nó mạnh nhất à, anh thấy không? Cứ cho anh tăng đồng phải đồng, cái phước nó mạnh lắm, mình đỡ bất cứ cái xui ở mình hết á, kể cả mình đỡ được cái nạn tai tới mình đó. Pháp bố thí hay lắm đó. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng tin là mỗi người chúng ta có những cái tài năng hay là năng khiếu khác nhau, là một cái điều thiên phú. Có người sinh ra thì họ có cái khả năng về âm nhạc chẳng hạn, thì họ cũng đi học trường lớp, hoặc là không học trường lớp họ cũng có thể là một thiên tài âm nhạc. Hay là về sức khỏe đi, mỗi người chúng ta mỗi khác, có người thì sẽ trở thành lực sĩ đạt giải Olympic, và bây giờ chúng ta muốn là trở thành một lực sĩ để đạt giải Olympic đâu có được. Nó còn tùy thiên phú mình đúng có rồi, cái tài năng đó mình có được sanh ra đúng với rồi, những cái chức năng đặc biệt đó. Hay là mình muốn trở thành một tài tử điện ảnh đi, thì đúng cũng rồi, phải có những cái tướng số, những cái đặc biệt của hay là riêng biệt của mà một người có khả năng đóng kịch, đóng phim thì mới trở thành một tài tử chứ. Bây giờ bỗng dưng một ngày đẹp trời chúng ta muốn trở thành một tài tử phim ảnh cũng không có đơn giản. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong cái về vấn đề tâm linh, nó cũng có những người họ có những cái chức năng, họ cũng có những cái trời cho rất là đặc biệt.
thì tôi cũng đồng ý với thầy Huyền Sĩ ở chỗ là chúng ta bấm computer coi trên internet hay là đọc sách vở nó chưa hẳn là thiết thực, bởi vì nó rất là chung chung. Và khi họ luận giảng những cái về tuổi tác, về ngày sinh tháng đẻ, vì đánh vô internet thì bây giờ trên computer, trên cell phone cũng có thể coi được. Nhưng mà nó không phải là cái cách để mà chúng ta có được những cái sự giúp đỡ về tâm linh, về vấn đề cụ thể, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng hay, cũng tạo cho mình có những cái kiến thức và những cái khái niệm. Nhưng mà nếu mà nói mà đi vào có thể giúp đỡ được người ta một cách thực tế, không giúp được thì không giúp được. Vâng. Thì trong những trường hợp mà có những người cầu cạnh hay là nhờ như vậy thì thầy giúp họ bằng những cách nào? Tại vì mình nói xong mình coi liền là trong đầu mình nó đã cái bài toán đáp số liền. À bây giờ phải làm vậy. Mình chỉ cho họ qua được cái đó. Cũng như bây giờ hai đứa này cái tuổi nó không thể nào lấy nhau. Khi mà lấy nhau là sẽ bỏ nhau. Là mình có cách mình đỡ được cái nạn đó bằng cách làm một cái gì đó là nó sẽ qua cái đó liền. Anh thấy không? Cũng như là bây giờ không phải là kêu hai đứa không lấy nhau bỏ nhau, mà nó có làm chuyện đó. Mình có cách đỡ lấy nhau đi, rồi phải làm những gì mình chỉ cho họ. Giống như bây giờ chỉ cần 30 kg gạo là họ mình giải được cái nạn hai đứa nó kỵ nhau rồi. Nó không có tốn tiền nhiều, thấy không? Mình chỉ cho họ làm, nhưng mà ở đây mình chỉ mình làm được ở cứ làm gì đó theo mình lợi gì là không bao giờ bỏ nhau hết. Còn mà khi mà họ không có ấy với mình, sanh một đứa là bỏ nhau đi. Rồi sanh đứa kế là sanh đứa đó là nếu mà coi đúng làm không bỏ nhau được, mình cúng giải xong là sao dễ giàu. Đứa kế nó tăng lên là nó phá cái kỵ đó liền. Chứ phải kêu bỏ nhau. Đó. Theo như thầy biết thì những cái phương pháp và những cái cung cách để mình giúp những người mà họ cần đến sự giúp đỡ về tâm linh và các việc, thì nó có ảnh hưởng gì tôn giáo, nó có khác biệt gì giữa những người theo Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, hay là họ có nó những cái sự giúp đỡ và cố vấn của mình nó có ảnh hưởng gì tới tôn giáo họ không? Theo tôi biết thì cũng tại vì họ cố chấp thôi, họ cho là mê tín này nọ, cho thật ra cái đó là đạo nào cũng xài được hết, không có phân biệt. Tại cái đó là một cái ở bề trên nó giống như là bên Chúa bên Phật nguyên đó. Ở trên người ta không có kêu cái vụ mà kỳ không có, xuống từ lớp từ từ giết cái nó cái người phàm mình cứ để làm riết ra nó kỳ tùm lum hết đó. Nó không có giống như là Chúa nói câu này rồi Phật nói cái này phải giống gì, không phải gì. Mà cái bề trên ta không có đó đâu, mày ông là cũng như là không có bắt phạt cái gì không có. Nhưng mà xuống đấy này cái không được nghe, cái đó mê tín nghe, cái đó kỵ nghe kỵ. Còn đối với tôi không kỵ đạo nào hết. Chứ ai đến với tôi là tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ không phải là phải theo đạo này, nó không có chuyện đó. Tại đạo nào cũng giống nhau hết. Và cũng không có ép buộc họ phải có một cái tín ngưỡng gì, phải tin tưởng vào mà phải có những cái hành động về tôn giáo như thế nào hết, không, phải không ạ? Không, không có hành động tôn giáo gì hết. Giống như là bây giờ mình coi cái cung đó, nó có cái này nữa, mình kêu họ phải cúng cái đó, mình nói là họ không có cúng được, không được, có tùy họ. Mình chỉ cho cái đường họ đi, họ nói không, cái bên đạo tôi, công giáo tôi không cúng, thì đó mình thua thôi. Mình cứ việc chỉ họ, họ không làm chuyện của họ, tại vì họ không làm là cái nạn họ mang, chứ phải mình mang. Nó có nó. Còn về những cái thân chủ khi họ đến thì mình cũng vẫn coi họ như một thân chủ hay là một người đến với mình, thì có khi là người ta nghĩ là ông thầy này chắc ổng vì tiền, hay là ông thầy kia họ có những cái bài mưu vạch kế rồi họ hướng dẫn một cách là sai lạc để mà là u mê hay là bị lôi cuốn bởi cái ma lực của ông thầy đó, ông nói sao cái phải nghe theo như vậy, rồi xin ngải xin bùa rồi này kia, thì thầy trả lời như thế nào với những người mà họ đặt những nghi vấn như vậy? Nó có cái này, tại vì thầy thì nhiều, mà họ nhiều khi đến với họ, họ lại họ có thể cho ăn một uống nước này nọ, đừng bao giờ uống. Tại khi đến đó là họ làm phép trong cái đó rồi, họ làm cái chú trong đó rồi. Khi đến đó uống, tự nhiên cái ông thầy nói về anh ấy, ông cần 5.000, 10.000 phải đưa.
đó, cái đó là nó có thầy của nó có len lỏi vô để làm chuyện đó nữa, đặt vô nó học về làm nó luyện ngải đi, lấy ngải bỏ vô cho ăn cái nghe lời. Thành ra là đi đến thầy đó đừng bao giờ ăn uống bất cứ cái gì của ổng, ổng đưa cái gì không ăn không uống. Đó là cái hay ở ở đây nè, nhiều cộng đồng ở đây nhiều ông thầy làm chuyện đó lắm, rất là nhiều. Nhưng mà họ cũng biết là mấy ông thầy cũng nên nhớ ăn tiền của người ta như vậy, hại người ta như vậy, không có xong, không có xong. Ở đây tôi thấy nhiều người giống như chồng ngải này kia đâu, tàn chiến cuộc tay chân quẹo hết rồi, đớt đớt lử tùm lum hết rồi. Thành ra không có nên là mình làm thầy mình không có nên làm như vậy. Rồi tôi cũng khuyên các thầy đó, đó nên bỏ cái thói đó đi. Ăn người ta không được, ăn xong cứ giật nốt đi, rồi gia đình tan nát hết. Nhiều khi ông thầy, nhiều khi mấy ông tàn chiến cuộc, nhiều khi đi ăn mài đúng không? Thấy không? Giờ cắn què hoặc tùm lum hết. Tại họ khi mà họ còn còn cái power, còn sức, họ đi làm họ không suy nghĩ tương lai. Nên tránh mấy cái đó. Và ở đây thì chúng ta cũng biết có nhiều người đi cầu thầy Thái Lan, thầy Tàu, thầy Khmer, thầy đủ loại hết để nhờ bùa, nhờ ngải. Và có những người bảo là có ngải nói, ngải mách, rồi họ nói cái gì của người khác cũng nghe hết, nghe theo, kể cả họ lường gạt, họ bảo cho tôi mượn 50 ngàn tôi sẽ trả lại 70 ngàn cũng tin, họ bảo đưa đây 100 ngàn đầu tư cũng đưa. Thì mình giải thích như thế nào, có những cái đó có thật không? Có thật. Như cái mình tránh được cái đó đó, tại vì khi cái ngải này á, nó có cái này nè. Khi bây giờ nói ông cho tôi mượn 50 ngàn đi, chừng tuần sau tôi trả 70 ngàn, mình ừ là mình dính. Tại sao? Tại vì cái ngải đó mình lòng tham nó mới dính mình, còn mình không có tham nó không có dính. Cũng như nhiều khi nó tụi nó xuống, tụi Trung Đông nó xuống đây nó kêu người ta, Việt Nam mình cũng nhiều người bị lắm á, lấy tiền. Nhiều khi nó ngồi trên xe nữa, nó kêu chạy vào băng rút tiền đưa nó, rút tiền đưa nó. Tại đó mình đừng tham, lại đưa mày đưa tao mấy ngàn đi, rồi tao nữa tao lấy cái check này nè, tao đổi ra tao đưa cho mày số tiền vậy vậy. Mình ừ cái mình tham nó mới dính, còn mình không tham nó không dính. Tại cái mình tránh được cái tham đó là không bao giờ mình bị hết á. Còn mình tham là mình dính liền, dính liền. Cũng như lại đây bây giờ cô, bây giờ cô đưa tôi 5 ngàn đi, rồi tôi sẽ làm cho cô có tiền, số tiền lớn hơn đó. Chúng kêu mẹ ổng á nè. Thầy thì nhiều mà tà đạo không à. Họ làm như vậy thành ra sao này, những người mà người ta thật thì bị nghi ngờ này nọ. Người nói tới pháp sư nghe thầy người ta sợ rồi, thấy không, nghe cái tự nhiên người ta sợ liền à, thấy mấy ông làm bậy. Nhưng mà bây giờ có những người họ có những cái phương pháp riêng, cũng có người này người kia bày cho họ để tỏi trong túi, hay là đeo cái lá bùa này, hay là dùng cái vật này vật kia để chống lại những cái tà khí, âm khí vân vân. Thì thầy thấy cái đó nó có thực dụng không, nó có đúng sai chỗ nào không? Không, tại vì cái đó là họ nói vậy thôi, chứ thật là không có gì chống nổi hết á. Là như bỏ tỏi, bỏ hành, bỏ tiêu, bỏ gừng trong mình ấy, cỡ nào mình cũng chết với nó hết, nó làm được hết á. Nhưng mình bỏ vô một cái nó không có làm được. Bỏ cái đạo đức vô, bỏ đây nè, không có thầy nào làm được mình đó. Họ muốn giết mình giết cũng được nữa. Đạo đức mình là trên hết, chứ đừng có nói là tôi bỏ là nhiều khi tôi nhầm người, người ta không biết á, người ta cúng trong cái tiệm neo rồi kia cái bỏ đóng tỏi, để trong nhà đóng tỏi hư hết, sai hết, ma nó vô nó phá banh luôn. Bây giờ trở lại với vấn đề mà thầy nói là ở đây nói cụ thể cộng đồng chúng ta, hầu hết chúng ta đi vào các cửa tiệm thì ít nhiều gì cũng có cái bàn thờ hay là một cái hình thức tâm linh nào đó để mà họ có khách đó. Hoặc là tới nhà thì quý vị ít nhiều gì quý vị cũng tin vào phong thủy, để phải là cái cửa đặt ở nơi nào, rồi cái cầu thang mà nó hướng ra cái cửa trước cũng không tốt, rồi những vấn đề phong thủy khác trong nhà cửa và trong cửa tiệm. Thì thầy thấy cái điều đó mình có thể coi để mà điều chỉnh lại những cái, tránh những cái điều cấm kỵ, và mình tận dụng những cái pháp thuật của phong thủy để địa lý để mà mình cầu may cho và may mắn cho những cái công việc. Thì cái nhà đúng ra đó, đúng chính xác ra là nó có phải có cái thước lỗ ban. Cái thước lỗ ban kéo cái cửa ra nó nằm cái cung nào. Đó. Nhưng mà thường thường bên đây cửa nó sai một. cái nhà là cửa là một sai đó, cái nhà 4-5 phòng thì cửa sai nào nó có sai sai hết trơn. Anh thấy không? Thành ra là mấy cái đó đó
không phải là bây giờ cái nhà mình vậy đó, cái cửa nó ngay cái khung đó rồi cái mình đóng vô mình ép lại hay là mình cắt cái cửa đỏ thì cái sai đâu còn cái sai gắn vô đâu. Nhưng mà cái cách nhất là hay nhất trong nhà thờ phượng, thờ Chúa, thờ Phật, ai cũng vậy hết, thờ phượng ngăn nắp là mình giải được cái đó hết. Nó cũng như bây giờ cái nhà mình đang lấy cái tuổi này nằm phải quay về hướng bắc, mà cái nhà mình nó cửa mình hướng nam mình sao, lấy mình cắt cửa mà làm lại bên đây đâu phải dễ làm chuyện đó đâu. Đó, thấy không? Không thể nào mình theo được cái phong thủy hết. Cái cúng cái hay nhất là mình cúng mình giải thôi. Chứ không thể nào mà mình phải chiều theo cái hướng. Như cái nhà anh quay hướng mặt hướng này, bây giờ hướng sau thì đâu có ai đâu mà quay đó làm sao được. Là cái nhà phải cắt cái này không chổi. Hay là bán cái nhà để mua nhà khác, không phải vậy. Mình cúng mình giải được hết. Tại cái cúng giải rất là hay. Chứ không cần phải dọn, phải mua nhà, mua này, mua nọ, không cần mấy cái đó, không cần. Và có những người thì gặp nạn, kể cả vấn đề pháp luật hay là trong thương trường lúc làm ăn, thì có những người partner, những đối tác, những bạn hàng, những thân chủ mà mình gặp phải những vấn đề trở ngại, thì thầy có thể giúp trong những trường hợp đó không quý vị? Dĩ nhiên là có vấn đề pháp luật thì đi luật sư, có vấn đề sức khỏe thì bác sĩ, có vấn đề tôn giáo gì đó thì nhờ thầy, nhờ các cha cũng có thể cứu giúp được mình một phần nào. Nhưng mà còn những vấn đề khác trong đời sống thực tế và mình gặp được những cái problem, nói ngắn gọn là những cái problem, thì thầy nghĩ là trong những trường hợp đó mình có thể giúp những người như vậy mình giúp nào? Được, tôi giúp nhiều lắm, nhưng mà mình không tiện nói trên đài. Tôi rất giúp rất là nhiều được, tai qua nạn khỏi. Nhưng mình đã có đó không tiện nói trên đài. Có phong lầm cứ giúp tôi rất giúp cho nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi chương trình cũng giới hạn trong cái khung khổ và thời gian cho phép, và có những việc nó cụ thể cho từng cá nhân, từng người, và dĩ nhiên chúng ta không có thể mà bàn hết ở một cái diễn đàn như thế này. Thành ra nếu quý vị có những cái khó khăn, những trở ngại nào muốn tham khảo nhờ sự cố vấn tâm linh của thầy hiền sĩ, quý vị có thể liên lạc về số phone và email. Những người ở xa thì có khi không gọi được thì vẫn email, thì email. Quý vị sẽ thấy cái email trên màn hình đó, thì đó là cách mà quý vị có thể trực tiếp liên lạc với thầy hiền sĩ. Và chúng tôi cũng nói thẳng về vấn đề là thầy về thù lao thì như thế nào, và thầy có những cái trao đổi nào với thân chủ không? Nó tùy theo anh, có cái mình làm không lấy tiền, có cái mình làm lấy tiền. Cũng như là bây giờ cúng mấy tiệm nail mình phải lấy tiền, lấy nhẹ nhàng thôi, giống như tiền tổ thôi. Tại vì họ cúng khi họ làm giàu, họ đâu biết tới mình đâu. Mà thường thường nó ngột lắm, mình làm để cho họ xong cái họ chống thầy liền à. Nó ngột lắm, thầy đó. Thành ra nó tùy theo cái đó. Còn mình khám bệnh qua điện thoại thì mình không lấy tiền. Nhiều khi ở đây mình làm cái tiểu bang khác, ở nước ngoài nữa, mình không có lấy tiền, mình chỉ cho họ làm. Nó tùy theo anh. Giống như họ bị thư ém, rồi mình coi bị họ nên lấy tiền hay không. Tại mình coi gì? Mình coi cái người này ác hay không. Mình biết á, nếu mà họ bị quan, bị này bên nọ, miễn phí không lấy tiền. Không? Còn mà thứ mà họ chơi bùa giặt lại, giống như giờ họ dùng cái bùa đó họ đi làm ăn, đi phá người ta, bây giờ cái bùa đó quật lại họ, giống như bị ngải đó, mình chém tới xương luôn. Không làm mà thôi. Tại vì họ đã lấy tiền người ta rồi, mình nhìn mình biết. Cũng như bây giờ tôi có cái nhà hàng nè, tôi bỏ ngải cho người ta ăn không, tôi đem ngải tối ngày người ta ăn, giết tại bệnh hoạn biết bao nhiêu người. Một ngày nào đó cái ngải nó xi giặt lại gia đình đó. Khi mà đến với tôi rồi đó, một là tôi làm, rồi tôi lấy rất là nhiều tiền. Tại không làm thôi, tại cái người đó mình không muốn giúp. Tại cái tà của họ ra mình không muốn giúp. Đó. Mà khi họ phải trả cái giá, là tôi làm gì. Còn mà họ khi không lấy tiền nên nó nhiều nhiều thứ đó. Khi mà thầy đi giúp những thân chủ như vậy thì thầy có thấy nó có hao thần tốn khí, nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không? Mình phải tu tâm tích đức, mình phải giữ gìn sức khỏe, tập luyện như thế nào để mình có cái power hay là cái energy để mà giúp những người khác? Chứ mình đọc chú á, mỗi lần mình dùng chú á, nó mệt lắm. Giống như mình hao sức lực mình á. Mà khi mà đụng mà thứ mà nó nhập mà mạnh quá đó, hay là nó có hai bên thầy đụng nhau á, cũng như cái người bệnh đó, hai bên mình đấu nhau rằng mình cứu cái người này đó, rất là hao. Ngày xưa tôi học á, khi tôi ra tôi yếu lắm, có thể họ quýnh tôi nằm 3 ngày liên tiếp luôn. Nằm 3 ngày không biết gì, không ăn, không uống, nằm một chỗ, và ngày thứ tư mới ngồi dậy được. Tại sao? Yếu hơn họ.
họ đánh mình. Mà tôi có khi tôi học xong tôi bị chặn đó thôi à. Rồi sau này cả thiên linh cái thiên gì tôi cũng sợ cái gì hết. Tôi không sợ bất cứ người nào. Hiện bây giờ tôi chẳng sợ thầy nào hết đó. Đúng thì sao? Nó cũng tùy trường hợp mà mình ra những có những cái biện pháp hay là những đúng cái cách thuật để mình giúp đỡ. Và có khi nào có những người đau ốm mà họ nhờ tới thầy tới tận giường bệnh hay là bệnh viện để giúp không? Tại vì mình vô bệnh viện khó lắm anh. Như ở Việt Nam á, tôi cũng cứu người. Họ vô bệnh viện mà tại vì họ bị đụng xe, họ mắc cái hồn, họ nằm hoài không tỉnh, thở bằng oxy gì đó. Thì có nhà anh tôi, thì ở Việt Nam nó dễ lắm, vô nhà thương mình giúp được hết. Còn Mỹ thì nên đâu cho đâu. Chỉ cần mình chụp cái hồn nguyên thủy lại, mình thổi vô đó tay là họ sống liền à. Vậy anh tôi làm rồi, sống liền. Tại mắc hồn, chụp cái hồn bỏ về, mình kiển binh, mình đem cái hồn họ trả cho họ lại, họ tỉnh liền. Còn bên đây không được. Bên đây vô là thương đâu được đâu. Khó lắm, nó tùy theo cái ấy. Ở Việt Nam được. Họ tin ở thuốc men, bác sĩ phẫu thuật, họ không có nghĩ về cái vấn đề tâm linh. Nhưng mà thật sự quý vị biết không, các sách vở họ đều ghi nhận là khi mình đang ở cái trạng thái mà hấp hối hay là bị coma đó, tức là bất tỉnh nhân sự đó, có khi là cái hồn đó nó xuất khỏi cái thân rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nó chưa có chết. Chưa đi được. Chưa có chết hẳn. Tức là cái cơ thể có thể nằm máy. Nằm cái phần não đó, theo khoa học nó thể mà não mà nó không còn những cái nhịp tim hoặc là những cái nhịp về cái ốc não mà, thì họ xem như là chết rồi. Nhưng mà thật sự cái hồn nó còn vắng vương. Nằm nằm ở trên đó. Đó, thì đó, thành ra quý vị, cái này khoa học nó ghi nhận có những người khi mà họ xuất hồn ra rồi đó, họ nhìn lại, họ nhìn thấy cái xác họ. Thấy, họ nhìn thấy cái xác họ và thấy những người chung quanh. Thấy hết. Đó, nhưng mà những người mà họ đi luôn đó thì họ không có kể lại được. Nhưng mà những người mà họ nhập lại với cái xác đó, hoàn hồn đó, họ trở lại với cái xác đó, thì họ mới kể lại những cái câu chuyện, họ kinh nghiệm những cái gì, những gì. Thành ra chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta là những người đều lớn lên ở xã hội này và ít nhiều gì cũng tôn trọng về khoa học, y khoa vân vân. Nhưng mà chúng ta không thể không để ý tới cái khía cạnh tâm linh. Và tôi cũng chứng kiến những cái trường hợp và biết những người đã như là gọi là thập tử nhất sinh đó, đó họ đã xuất hồn rồi đó, nhưng mà họ trở ngược lại và họ trở lại một cái đời sống bình thường, phục hồi lại được. Và cái điều đó quý vị cũng giữ một ít cái niềm tin, chứ đừng có hoàn toàn thất vọng khi mà khoa học bó tay chưa hẳn là đã kết cục. Thành ra chúng tôi cũng nói lên một cái niềm hy vọng và cái niềm tin để chúng ta gìn giữ và trao đổi với nhau, giúp đỡ cho nhau, nhắc nhở nhau, để chúng ta không quên rằng ngoài vấn đề khoa học nó còn những cái khía cạnh tâm linh mà không có thua kém gì khoa học, mà có những cái khả năng để giúp đỡ chúng ta trong đời sống rất là nhiều. Thầy có đi đây đi đó, và bây giờ mình đánh giá chung cái tình hình, mình nói rộng lớn hơn, ngồi bên ngoài cộng đồng Việt Nam chúng ta, thì hiện tình đất nước Hoa Kỳ thầy cũng theo dõi, thầy cũng đi tới đi lui, đi gặp gỡ và đi sinh hoạt trong cộng đồng, thì cái thời điểm này thầy thấy cũng có nhiều vấn đề trên nước Mỹ cũng như quốc tế và Việt Nam. Thầy chia sẻ một ít quan điểm về những vấn đề hiện nay. Theo tôi cái nhìn thấy á, là thế giới này nó cũng sắp sửa bung hết rồi. Nó sẽ banh tành hết, chứ không phải là nó yên gì đâu. Nó từ ngày trở lên nó sẽ là chiến tranh, động đất tứ, nó đủ lắm, thiên tai đủ, từ dồn dập hết á. Tại vì cái thời bây giờ nó còn mạt pháp rồi, nó mất sắp sửa là thập là thượng của Thánh Đức rồi, chưa chắc mình sống tới đó nữa, thấy không? Thành ra hiện bây giờ thì mình cứ làm phước được gì mình làm thôi, chứ cái cuộc đời tôi thấy là nó lung lay hết rồi. Mà thấy bình thường ấy đó, trâu giờ ngủ đêm sáng tùm lum chuyện hết á. Rồi nói về mới nói về cộng đồng thì ở đây thì cũng ở Cali đó, cái cộng đồng nó đâu có đoàn kết nhau đâu, cứ chia năm xẻ bảy dành ăn tùm lum tùm la đủ chuyện hết. Mà Hilton cũng vậy à. Cái người Việt Nam có cái đó nó ngộ thiệt á, không vô đoàn kết. Cái lúc nào cái ông nào cũng muốn làm cha hết á. Khi mà thường á họ làm như vậy, họ sẽ dễ bị một cái thế lực đám Việt Giang bên này nó sẽ bị giật dây. Thành ra nó xào xáo, đất nước mình cũng rất là khổ, rất là khổ lắm. Tại họ họ không có đoàn kết, lúc nào họ cũng muốn ta đây, ông nào cũng muốn làm cha đó. Rồi bên kia cái tranh qua tranh lại, đi tới đâu thấy cũng tranh với nhau, bên đây chữ bên kia chữ nữa, thì cũng rất là chán anh, chán lắm.
Họ tính họ sống vậy thôi chứ họ không có biết là nay mai cứ gọi bỏ xác lên bàn thờ ngồi đâu. Thấy không? Nó... Chúng ta thấy có những người những cấp lãnh đạo đi chẳng hạn thì họ có nhiều y sĩ, bác sĩ, có nhiều phương tiện để lo cho đời sống, sức khỏe của họ và tất cả những cái nhu cầu họ đều có đầy đủ hết, nhưng mà vẫn ngã bệnh ra rồi cũng không ai cứu vớt được. Rồi cái đó cũng phải tin lỡ, nhưng mà cái vấn đề đức độ của họ, cái đức năng họ không có thắng được số. Ở tuổi 40 mấy, 50 mấy, không những là mất mạng mà có khi là đi tù tội, bị đủ vấn đề hết. Hay là ở địa phương đây chúng ta thấy rằng nó cũng có những cái xáo trộn mà có thể là không cần thiết, mà có khi là nó cũng bị vấn đề đạo đức. Mỗi người chúng ta nếu mà để ý cái vấn đề đạo đức một chút xíu thì có lẽ mình cũng bớt đi những cái sự xung đột, những cái sự đối kỵ với nhau. Thì thầy thấy trong cái đề tài đó thì tuy rằng nó không hẳn là về vấn đề tâm linh, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng cái đời sống tâm linh của mỗi người trong cộng đồng chúng ta. Thì khi mà họ đó, thường thường họ nghĩ là khi mà họ qua tới đây là họ không còn sợ cái gì hết, nhất là họ có chút đỉnh tiền. Khi mà họ có chút đỉnh tiền rồi là họ muốn làm cha, thấy không? Mặc dù khi mà họ có tiền họ muốn mời họp lại này nọ là họ phải làm lớn rồi. Hay là họ vào bác sĩ đi, cũng như vô trong chùa đúc vinh danh cho đầu tiên là bác sĩ này bác sĩ nọ, không đời nào xin danh cái thằng nghèo lên hết. Nên họ cái đầu óc họ như vậy, khi họ đâu có biết là khi chết rồi không còn cái gì hết á, không còn, đừng có nói mà chết mang đống vàng đóng cửa không có cái gì hết, sạch sẽ luôn đó, làm cho cố đi rồi thì mình tu tâm tích đức rồi. Có vẻ là tốt hơn là mình cứ lý tài và cứ coi trọng đồng tiền quá. Thì có khi mình thấy chính ở các nơi tôn giáo ở đây cũng rất là khó để mà tu. Cái sự tu hành rất là khó. Và những lãnh đạo các tôn giáo thì họ cũng cố gắng hết sức để mà tạo cho cái tín đồ hay giáo dân hay Phật tử để có những cái niềm tin để mà tu tâm tích đức, để có những cái trao dồi những vấn đề đạo đức. Như thầy nói là bố thí, hay là mình sống một cách mà nhân ái, nhân bản, thì nó sẽ là cái cung cách tốt nhất để đối phó với những cái tà, những cái chướng ngại. Thì trong đôi phút còn lại, xin thầy cho biết những cái thông điệp mà thầy muốn gửi tới quý thính giả hôm nay. Thầy tôi muốn gửi tới quý thính giả là cái đồng tiền nó không quan trọng, không quan trọng, thật sự không quan trọng. Nhiều khi từ cái đồng tiền mà tranh chấp á, thấy không? Giống như đồng tiền ơi hỡi đồng tiền, tại ngươi mà thế giới ưu phiền từ nay. Cứ đồng tiền làm cho thế giới nó ưu phiền hoài nữa, đánh nhau cái gì, nó do đồng tiền mà. Rồi từ từ nó sẽ đánh, nó phá nhau bằng bùa bằng ngải, thấy không? Đặc biệt bên này với bên kia có tranh chấp trên trên đắp nọ, nhưng mà đưa ra ánh sáng thì sẽ lực pháp. Trời bóng tối khiều ông thầy làm cái mà ém ông thầy đã kiếm rồi, nó chết đi bao nhiêu tiền, nó nhiều đó, thấy không? Thầy mình tránh được cái đó, rất là tránh cái đạo đức đi. Cái màn này cái màn chót rồi, nó không còn kịp nữa đâu. Vì giàu có làm gì đó, bây giờ cắt đóng cái nhà lầu đi hoặc lấy mang theo không, mà khi còn sống bắt đầu có tranh nhau nó khổ lắm. Mình ra thuộc ý tôi là cứ ăn hiền ở lành đi, nó qua được hết á. Chứ không phải là mình nói mình hơn người ta, người khác hơn mình, mà lấy thịt lấy người đè người, lấy tiền đè người ta, người khác đè mình, nhầm người mới giàu có trắng tay đó, thấy không? Nó cách chữa nó vậy. Vâng. Chúng tôi cũng đã hết thì giờ với chương trình hôm nay. Rất là cảm ơn thầy Hiền Sĩ, một pháp sư, một người bạn của Đỗ Vinh đã quen biết nhau nhiều năm. Và chính thầy Hiền Sĩ cũng có những vấn đề của thầy Hiền Sĩ Đỗ Vinh cũng đã chứng kiến nhiều năm, về vấn đề sức khỏe, về gia đạo, về tài chính, nhưng mà thầy cũng lướt qua được hết. Chúng tôi cũng tin là cũng có cái bề dày đạo đức để mà độ. Không quên bốn chữ ăn lành ở hiền, ăn hiền ở lành. Điều này là điều chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị. Thì chúng tôi cũng nhắc nhở chính cá nhân chúng ta là vì mình không có quên, như thầy nói rằng mình lấy tiền mình đè người khác thì cũng có người có nhiều tiền hơn mình đè lại mình thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái vấn đề về quả báo thôi. Nó có những vấn đề trong vũ trụ, những cái luật bất hủ và không thay đổi.
nó còn là còn là ảnh hưởng chúng ta còn nhiều hơn cả những cái luật về vật lý nữa, tại vì những cái luật của vũ trụ nó bất di bất dịch và chúng ta cũng nên tôn trọng và để ý để mà tránh làm những cái điều ác, mà nên tu tâm tích đức để phước đức cho con cháu. Thì thầy xin có lời chào với các khán giả Việt Face hôm nay. Tôi xin cũng cảm ơn đài Việt Face TV và tiến sĩ Đỗ Vinh cho tôi có cơ hội được tâm sự cùng đồng bào trong nước hải ngoại này kia, đâu những chuyện gì mình biết mình nói nó có gì sai sót thì quý vị bỏ qua dùm. Vâng, xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi có chạy số phone và email của thầy sĩ, nếu quý vị muốn nhắn nhủ gì cứ việc email về hay là gọi trực tiếp điện thoại của thầy hiện sĩ. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình. Xin hẹn tuần tới với Châu Đỗ Vinh, Việt Face của chúng ta.